Bạn biết sao mình sợ nhất là con kim mà nó cắn dây điện. Mình cứ phải canh me nó hoài luôn. Đó, đó mấy bạn thấy cái sự ngứa răng của nó chưa? Thôi kệ, thà nó mài răng vô mấy cái nhựa cứng nó còn đỡ lo hơn là nó cắn dây điện. Vậy mà mình còn cảm thấy khuyến khích nó mài răng vô mấy chỗ đó. Trời ơi. Bạn biết cái hả, trong phòng của mình á là nó mài răng hết, từ cái sàn gỗ nè cho tới cái tường, tới cái giường ngủ, không tha chỗ nào luôn đó. Mấy bạn thấy chưa, rột rột hăng say luôn, trong khi cho miếng thịt không ăn, thích đi ra mài răng cái ghế. Không biết cho nó có cái chất gì nhỉ. Kỳ ơi, chơi đã chưa? Chơi đã đi ngủ nè. Nằm mà chơi hai cái bụng ru ngủ. Không chịu, nó cầm mê chơi lắm, nó ngủ nguyên buổi sáng rồi. Thương dữ lắm á. Thương dữ lắm. Tinh tăng, gà rán thơm ha. Ok. Tinh tăng, gà rán thơm chưa? Kỳ ơi, mát quá ha. Đùi dài đã rồi. Nằm nó thở.